Lý do không công bố danh tính 39 người Việt tử vong ở Essex, Anh. Trao đổi bên hành lang Quốc hội về vụ việc 39 nạn nhân người Việt tử vong trong xe container tại ngoại ô London, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết vì vấn đề nhân đạo nên sẽ không công bố chi tiết danh tính các nạn nhân. Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, đây là sự kiện hết sức đau buồn. Hiện tại các cơ quan liên quan của Việt Nam đang bằng kế hoạch đưa các thi hài 39 nạn nhân về với gia đình. Về phương tiện và kinh phí thực hiện việc này, thì đại diện Bộ Ngoại giao cho biết hiện Bộ đang phối hợp với các lực lượng chức năng để bàn bạc phương án. Thời gian đưa các thi thể nạn nhân cũng chưa xác định cụ thể. Vì vấn đề công bố danh tính các nạn nhân cần phải cân nhắc, vì vấn đề nhân đạo sẽ không công bố danh tính mà chỉ công bố số lượng các nạn nhân, ông Sơn cho biết. Và bên hành lang Quốc hội, đại biểu Tôn Ngọc Hạnh, Đoàn Bình Phước gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Đây là việc dù rất đau lòng, dù không phải là người thân nhưng không ai mong muốn điều đó xảy ra. Thật sự rất đau xót, đại biểu Hạnh bày tỏ cảm xúc của mình. Và theo đại biểu này, để không xảy ra chuyện đau lòng tương tự như vậy thì thời gian tới công tác quản lý nhà nước phải làm tốt hơn nữa trong công tác xuất khẩu lao động, và đồng thời cần tăng cường công tác tuyên truyền đầy đủ cho người dân. Phía người lao động và các gia đình phải nắm bắt được thông tin, thận trọng hơn và không đi lao động nước ngoài theo con đường không chính thống vì rủi ro rất cao. Trước đó vào tối ngày 17 tháng 11 thì sau một thời gian tích cực phối hợp và kiểm tra và so sánh các địa điểm nhận dạng cá nhân, đến 20 giờ ngày 7 tháng 11 thì Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh đã xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23 tháng 10 đều là người Việt Nam. 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Bộ Công an Việt Nam rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương mất mát to lớn này. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng Vương quốc Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân, đồng thời phối hợp với cảnh sát Vương quốc Anh kiểm tra, điều tra làm rõ vụ việc và thông báo nêu rõ. Vụ 39 người Việt tử vong trong container tại Anh, có một nạn nhân duy nhất ở Hải Dương. Trên địa bàn thành phố Hải Dương có một người bị thiệt mạng trong vụ việc 39 người tử vong trong container đông lạnh ở Anh. Trao đổi với phóng viên sáng ngày 8 tháng 1, bà Nguyễn Thị Sâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương cho biết, có một người ở địa phương thiệt mạng trong vụ 39 người Việt Nam bị tử nạn trong container đông lạnh tại Anh. Và theo tìm hiểu của phóng viên, thì nạn nhân là anh TNH, sinh ngày 30 tháng 11 năm 2001, thường trú tại phố Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. Anh Hát là con lớn trong gia đình có hai anh em trai, và trước khi đi Anh thì nạn nhân đã học nghề cắt tóc và làm móng. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, cơ quan công an đã làm việc với gia đình anh Hát để thông tin về vụ việc. Đại diện gia đình cũng đã sang Anh để làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân về nước. Và trước đó thì Bộ Công an đã chính thức thông báo, sau một thời gian tích cực phối hợp kiểm tra, so sánh các đặc điểm nhận dạng của cá nhân, thì đến 20 giờ ngày 7 tháng 11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh đã xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh ngày 23 tháng 10 đều là người Việt Nam. Và 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Tin nhắn cuối cùng của cô gái trẻ đến bi kịch số phận của 39 con người. Những dòng tin nhắn gây chấn động toàn thế giới như lời đề từ không thể bi thương hơn cho câu chuyện về số phận của 39 người Việt ở nơi đất khách quê người. Tất cả 39 người thiệt mạng trong một chiếc container đông lạnh trên xe đầu kéo ở Essex, Anh đều là công dân Việt Nam. Cảnh sát địa phương ở Anh cũng như là Bộ Công an Việt Nam hôm qua ngày 7 tháng 11 đã xác nhận điều này. Và sau hơn 2 tuần từ khi phát hiện ra 39 thi thể, trong những thông cáo được phát đi, giới hữu trách cả hai nước đã gửi lời chia buồn tới các gia đình các nạn nhân. Bộ Công an cho biết thì 39 người thiệt mạng thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Những tiếng khóc than thức không dứt, những bàn thờ vô vọng được dựng vội, những niềm hy vọng dần vụt tắt. Khó có thể tưởng tượng được tâm trạng của những gia đình, những người được tin là nạn nhân của thảm kịch Essex trong hơn 2 tuần vừa qua. Đoạn tin nhắn cuối cùng, cho đến tối ngày 7 tháng 11, một số gia đình nói rằng họ vẫn chưa nhận được thông báo từ phía Anh xác nhận con em của họ nằm trong số 39 nạn nhân. Sau những dòng tin nhắn bi thương của một cô gái trẻ, đến nay vẫn là nỗi ám ảnh tận cùng và là đề từ bi thương cho câu chuyện về số phận của 39 người con xa xứ. Nghĩ rằng mình đã đến lúc cận kề với cái chết, cô gái trẻ đã dùng chút sức lực cuối cùng
để gửi đi những lời cuối cùng cho gia đình. Con xin lỗi bố mẹ nhiều, mẹ ơi, con đường đi nước ngoài không thành. Mẹ ơi, con thương bố mẹ nhiều, con chết vì không thở được. Cô gái trẻ gửi tin nhắn cho mẹ lúc rạng sáng, nhưng đến lúc gần trưa, người mẹ mới kiểm tra điện thoại. Mẹ cô gọi lại, nhưng ứng dụng trên điện thoại chỉ hiện lên 3 dòng chữ, người nhận bận. Đoạn tin nhắn được gửi đi lúc 21 giờ 28 phút ngày 22 tháng 10 theo giờ Anh. Đó là khoảng 4 tiếng trước khi cảnh sát ở hạt Essex, phía đông bắc London, phát hiện ra 39 thi thể trong thùng container đông lạnh của một chiếc xe đầu kéo. Tin tức kinh hoàng ở Essex nhanh chóng làm náo loạn các vùng quê Việt Nam, tập trung tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, khi các gia đình lần lượt trình báo về việc mất tích của con cháu ở nước ngoài. Những người thân yêu của họ có thể là một trong số 39 người tử nạn kia. Cảnh sát Essex ban đầu nói rằng họ tin rằng toàn bộ các nạn nhân là công dân Trung Quốc. Điều nếu được khẳng định sẽ là sự lặp lại của thảm kịch tương tự đã từng xảy ra ở Anh những năm 2000. Tuy nhiên, đến hôm 1 tháng 11, họ cho biết tất cả các nạn nhân là người Việt. Dù chưa xác định được cụ thể danh tính từng người, ngày 7 tháng 11 thì cảnh sát thông báo tất cả các nạn nhân đã được nhận diện và thông tin đã được gửi đến tất cả các gia đình. Chúng tôi gửi lời chia buồn với các gia đình và bạn bè của những người đã có hành trình bi thảm kết thúc ở bờ biển của chúng tôi. Thanh tra cao cấp Tim Smith, đại diện cảnh sát Essex cho hay, một trong thông cáo phát đi ngày 7 tháng 11, hành trình hơn 10.000 km, cô gái trên và có thể rất nhiều người trong số 39 người trên đã trải qua hành trình hơn 10.000 km đưa cô từ Hà Tĩnh đến Trung Quốc, nơi cô hy vọng có thể suôn sẻ đến Anh nhận công việc nằm neo. Gia đình cô cho biết họ không nghe thấy gì từ cô cho đến khi nhận được tin nhắn cuối cùng của cô vào tối ngày 22 tháng 10 giữa Anh Quốc. Và lúc này, chiếc container chứa 39 người đã đến cảng Ribut ở Bỉ và đang chờ để đưa lên một chiếc phà đi qua Vương quốc Anh. Chiếc container cập cảng Fulwich ở Essex lúc 0 giờ 30 ngày 23 tháng 10 và 3 tiếng sau tin nhắn cuối cùng của cô. Tại đây thì một chiếc xe đầu kéo đi từ Iceland do tài xế Mo Robinson điều khiển đã đón chiếc container. Tài xế Robinson rời Poplit vào lúc 1 giờ 05 và camera quan sát cho thấy anh ta lái chiếc xe hướng về khu công nghiệp Wetherglet cũng ở hạt Essex, sau đó thì đỗ xe trên đại lộ miền Đông. Anh ta được cho là đã liên lạc với dịch vụ xe cứu thương vào lúc 1 giờ 40 phút ngay sau khi phát hiện 39 thi thể trong container với nhiệt độ ở mức chỉ âm 25 độ C. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 24 tháng 10 xác nhận toàn bộ 39 nạn nhân là người công dân Trung Quốc, nhưng dường như họ đã quá vội vã. Một ngày sau thì cảnh sát Bắc Kinh nói rằng cảnh sát Anh vẫn chưa xác định danh tính các nạn nhân. Vụ việc đã tạo cơ hội cho truyền thông nhà nước Trung Quốc chỉ trích chính quyền Anh vì đã không ngăn chặn được một thảm kịch khủng khiếp tương tự khi mà 58 công dân Trung Quốc được tìm thấy đã chết ngạt trong một container ở Dover vào năm 2000. Chúng tôi nợ những người đã chết một cuộc điều tra chính xác và suy đoán danh tính không giúp ích gì. Thực ra, việc suy đoán có thể cản trở cuộc điều tra và tiến triển của nó, bà Pifamin, phó cảnh sát trưởng hạt Essex, nói rằng tối hôm 25 tháng 10, Việt Nam đã cử đoàn công tác liên ngành gồm Bộ Công an và Bộ Ngoại giao lên đường sang Anh hồi đầu tuần để phối hợp với lực lượng sở tại và xác định danh tính các nạn nhân. 39 người kia họ là ai? Cho đến nay thì tất cả 39 người thiệt mạng đều được cho là lao động đi di cư không hợp thức. Các nhóm người Việt ở Anh cho biết họ đã liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn hỏi rằng liệu có biết được danh tính những người thiệt mạng, liệu đó có phải là thân nhân của một ai đó hay không. Một cô gái 19 tuổi quê ở Nghệ An dường như đã có mặt trên chuyến xe định mệnh. Cha của cô mất vì ung thư vài năm trước. Gia đình cho biết cô sang Trung Quốc hồi từ tháng 8 và sau đó sang Đức rồi tới Bỉ. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, cô viết bên dưới một tấm ảnh cô chụp mỉm cười bên cánh đồng lúa vài tuần sau khi rời Việt Nam. Và nghe tin về sự việc ở Essex, mẹ cô đã lập bàn thờ vọng cho con gái. Một chàng trai 20 tuổi quê ở Hà Tĩnh đã sinh sống không giấy tờ ở Pháp từ năm 2018. Cha của cậu cho biết cách đây vài tuần, cậu nói với ông về kế hoạch đi từ Pháp sang Anh. Ông đã ngã quỵ khi nghe một người thân báo rằng con trai của ông đã có thể gặp chuyện chẳng lành ở Essex. Anh trai cậu cho biết cậu có một hình xăm, đôi tay cầu nguyện trên thánh giá ở vai phải. Họ mong thông tin này có thể giúp cơ quan chức năng Anh nhận diện được người thân. Một thanh niên 28 tuổi, cha của hai đứa trẻ, cũng được tin rằng nằm trong số 39 người tử vong. Vợ anh nói rằng anh đã gọi điện cho cô để thông báo anh đã ở trên xe tải đến Anh. Anh gọi bảo cô gọi điện cho bố mẹ và nói rằng họ cầu nguyện cho anh, nhưng sau đó thì bật vô âm tín. Trong một cuộc họp báo ngày 4 tháng 11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An cho biết đã có 24 người được gia đình thông báo là mất tích, nhưng trong đó thì có 3 người đã liên hệ với gia đình và như vậy chỉ còn 21 người chưa có thông tin. Và ông Cầu cũng cho hay điều tra bước đầu xác định đây không phải là buôn người vì họ ra nước ngoài làm ăn và có nộp tiền. Có người nộp tới 49.000 USD, tức là hơn 1 tỷ đồng.
có người nộp 600 đến 700 triệu để được ra đi, ông nói. Và không ai bỏ ra 1 tỷ đồng để người ta buôn mình cả. 10 gia đình khác tại Hà Tĩnh cũng đã trình báo việc mất liên lạc với người thân khi họ qua Anh. Cái giá của sự đánh đổi. Trong nhiều năm qua thì việc người Việt tìm cách đến châu Âu, lao động đã không còn là chuyện mới. Nhiều người ra đi với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn để gửi về cho gia đình, dù hành trình đó đầy rẫy những nguy hiểm. Nước Anh vốn là một đích đến phổ biến. Một số khu vực ở Pháp nằm đối diện với Anh qua bờ biển Măng đã trở thành điểm tập kết của những người muốn vượt biên. Họ góp phần tạo ra những cái tên nổi tiếng như là Calais Street, rừng Calais, hay là Vietnam City, thành phố ở Việt Nam.